Dạ cướp còn một cái tên nữa mà sau khi đánh lộn với thiên sứ rồi đó, thì thiên sứ cho ông biết là Chúa đã đổi tên ổng rồi, từ Gia Cốp đổi ra thành gì? Israel. Chị Hà chờ xe mục sư, xe đầu mục sư, còn xe bà Phú chưa tới. Mục sư chuẩn bị khóa cửa. Thank you. Hay quá, xin một tràng pháo tay cho chị thấy. Và mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Hay quá, cho bà Phú một tràng pháo tay nữa. Rồi Long, người ấy sẽ như, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Vỗ tay. Rồi ai nữa, bắt đầu. Mọi sự người làm đều thành vượng. Amen, vỗ tay. Lá nó cũng chẳng mọi sự người làm đều thành vượng. Nè, có chị thầy này. Rồi, tới chị này chị nhắc mắt. Xin cho chị tu một trà pháo tay. Rồi tới chị này. Người ấy sẽ như cây trồng gần nước. Xin một trà pháo tay trước là bởi cứ ấy cả ác chẳng đứng nổi trong ngày đón xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường cả ác sẽ bị diệt vong. Hallelujah.